chào mọi người có khỏe không? Đã tuần thứ 3 rồi kể từ khi mình bắt đầu work from home, và thay vì nghe tiếng đồng nghiệp thì ngày ngày nghe tiếng loa phường. Ban đầu có hơi chút hơi lạ lẫm, nhưng bây giờ mình đã khá quen rồi. Cảm giác như cuộc sống ở thành phố của chúng ta bỗng chậm lại, duy chỉ có một thứ hối hả, đó chính là tình người. Tin và sự cố gắng của tất cả chúng ta, thành phố rồi sẽ khỏe lại nhanh thôi. Nên thay vì mất tinh thần thì giờ hãy cùng mình lên một danh sách những việc sẽ làm sau dịch nhé mọi người. Thể dục thể thao ngoài trời, hít thở không khí trong lành đúng nghĩa. Với một không gian xanh mát, ước tính 8,9 mét vuông cây xanh người như thế này sẽ giúp chúng ta có nhiều động lực để đi tập thể dục như đi bộ, đạp xe, đúng không ạ? Hay làm những cuộc picnic dã ngoại với gia đình và bạn bè vào cuối tuần. Nhắc đến là mình nhớ món cơm cuộn và thịt nướng của mẹ mình thường làm trong các chuyến picnic ghê. Ngon ơi là ngon. Thử tưởng tượng một buổi sớm đầu ngày được cùng những chiến hữu thưởng thức ly cà phê thơm ngon và trò chuyện rôm rã, cũng đã thấy lòng đầy háo hức rồi. Và lần này, mình sẽ không lỡ hẹn với bộ môn thể thao dưới nước cực kỳ thú vị này nữa đâu. Thành phố có nhiều sông rạch, nhưng không phải nơi đâu cũng tổ chức được những bộ môn này. Nếu mọi người cũng muốn thử, mình hẹn nhau ở phố Mỹ Hưng nhé. Và chắc chắn, không thể thiếu mua sắm và giải trí, cũng như thưởng thức bao món ngon từ mọi đất nước, mọi vùng miền rồi. Vào cuối tuần, chúng ta có thể đi Resin Mall mua sắm, giải trí và thưởng thức ẩm thực. Tại đây, tích hợp đầy đủ các dịch vụ để phục vụ cho cư dân. Gia đình mình cũng thường ghé đây để mua sắm và xem phim đó. Về ẩm thực thì ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng rất đa dạng, từ châu Âu đến châu Á, tha hồ cho chúng ta lựa chọn. Tan dịch rồi mình sẽ đi ăn hết mọi món ngon, mọi người cùng thưởng thức với mình nhé. Và khi mọi thứ trở về với nhịp sống sôi động vốn dĩ của nó, chắc chắn các em nhỏ cũng rộn ràng với năm học mới của mình. Tới đây thì bỗng nhận ra mọi thứ đều có tại Phú Mỹ Hưng rồi, cần chi đi đâu xa. Thành phố rồi sẽ trở lại nhịp sống sôi động vốn có sớm thôi. Nên thay vì chọn sống trong lo lắng, chúng ta hãy chọn cách thích ứng tích cực nhất với tình hình hiện tại. Mình cũng đang viết tiếp danh sách những việc sẽ làm sau dịch của mình bằng tinh thần lạc quan nhất. Còn mọi người thì sao? Cùng hẹn nhau ở Phú Mỹ Hưng, đô thị ơi.